Bạn thân mến, một trong những cái lý do lớn nhất khiến chúng ta đau khổ trong tình yêu ấy, đấy là khi chúng ta không có được những thứ mình muốn. Những cái lời nói mình muốn nghe, những cái hành động mình muốn người ấy làm mà người đấy không làm. Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu như tất cả những cái điều bạn muốn có trong tình yêu đều trở thành hiện thực? Mọi mong muốn của các bạn đều được người ấy đáp ứng. Các bạn sẽ trở thành ưu tiên trong cuộc sống của họ. Các bạn sẽ trở thành một cái nguồn cảm hứng của đối phương để khiến họ nỗ lực vì các bạn và làm tất cả những cái điều mà các bạn thích. Bất kể điều bạn muốn từ phía đối phương là gì, là lắng nghe được một câu nói ngọt ngào, là muốn có một hành động lãng mạn từ phía đối phương, là mong muốn rằng đối phương sẽ không có vô tâm với mình, là mong muốn đối phương sẽ thay đổi một cái điều gì đó để khiến cho cuộc sống của các bạn hạnh phúc hơn. Nếu trong lòng các bạn có một cái mong muốn nào đó mà muốn đối phương lắng nghe và làm theo ý bạn, thì các bạn đừng quên tham gia một cái khóa học của mình có tên là Khóa học khiến người ấy làm theo ý bạn. Khiến người ấy làm theo mọi mong muốn của các bạn. Trong khóa học này, các bạn sẽ được học 10 những chiến thuật khác nhau, từ đơn giản cho đến phức tạp, để khiến đối phương đáp ứng những nhu cầu của các bạn. Có rất nhiều bạn đã dùng những cái phương pháp này để khiến cho một người đàn ông chưa bao giờ biết đến sự lãng mạn ngọt ngào, thường xuyên sau đó là biết cứ mỗi lần đi công tác về là mang theo một bó hoa cho người vợ của mình. Cũng có những người đàn ông đã ứng dụng những cái điều này để khiến cho một cô gái từ một người rất là lười làm việc nhà, không bao giờ muốn nấu ăn, không bao giờ muốn đi vào bếp, sau đó đã trở thành một cô gái ôm luôn một cái bếp và muốn làm những cái món ăn ngon nhất cho người đàn ông của mình. Cũng có những bạn đã ứng dụng để khiến cho người yêu của bạn ý sẽ chiến đấu mạnh mẽ, làm mọi thứ để có thể ở bên cạnh cô ấy, bất kể sự ngăn cấm của gia đình hay là bất kể một cái sóng gió nào đó. Cũng có những bạn đã ứng dụng để khiến cho người chồng của mình bắt đầu đưa tiền cho mình, trong khi trước đấy anh chưa bao giờ là một người sẵn sàng để mang tiền về cho vợ. Và rất nhiều những câu chuyện khác nhau nữa. Các bạn sẽ được học từng cách, từng cái chiến thuật sẽ được mình đưa đến cho các bạn trong cái khóa học khiến cho người ấy làm theo ý các bạn và làm theo mọi mong muốn của các bạn. Cuộc sống của các bạn sẽ trở nên hào hứng hơn, hạnh phúc hơn bằng cái việc các bạn mở lòng ra để đón nhận tất cả những cái sự nỗ lực mà người đó có thể dành cho các bạn. Còn gì tuyệt vời hơn khi mọi mong muốn của các bạn được đáp ứng, đúng không? Vậy thì hãy nhanh tay tham gia vào cái khóa học khiến cho người ấy làm theo ý bạn của mình. Cho nên tất cả những chàng trai, những cô gái muốn cho tình yêu của mình sẽ thuận lợi hơn, mọi thứ sẽ theo ý của mình và người đối phương sẽ phải tự nguyện hào hứng để làm theo ý các bạn, thì đừng quên tham gia cái khóa học này nhé. Khóa học này gồm một chuỗi những cái video và cụ thể là nó sẽ bao gồm 10 cái chiến thuật khác nhau để các bạn có thể ứng dụng và có được những thứ các bạn muốn trong tình yêu. Các bạn đừng quên vào trang web có tên toanhuyenhạnhphuc.vn và tham gia vào cái khóa học này nhé. Các bạn cứ lên Google, các bạn ghi là toanhuyenhạnhphuc.vn hoặc là các bạn vào cái phần mô tả này, mình có để lại cái trang web của mình đấy. Các bạn có thể nhấn vào đó và tham gia ngay và luôn sở hữu cho mình ngay những cái chiến thuật, những cái bí quyết để khiến cho đối phương lắng nghe và làm theo ý bạn. Tất cả những sự phẫn nộ, sự khó chịu, sự bực mình của các bạn sẽ tan biến, thay vào đó là một người chồng, người vợ, một người yêu lý tưởng dành cho các bạn. Mình khuyến khích các bạn là đặc biệt là các cặp đôi yêu nhau mà mình thấy có rất nhiều cái thứ mà mình muốn mà mình không có được, và đặc biệt là những cái cặp đôi mà đã kết hôn rồi thì các bạn lại càng cần hơn, để các bạn chấm dứt những cái nỗi đau mà các bạn đang phải chịu đựng bây giờ, đó là không có được thứ mình muốn các bạn nhá. Nhanh tay sở hữu ngay những cái chiến thuật để người ấy làm theo ý các bạn, đáp ứng những mong muốn của các bạn một cách tự nguyện và hào hứng. Đó mới là điểm mấu chốt các bạn ạ. Hãy tham gia ngay vào luôn nhé.